Em Thảo chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay thì em đã về đất Nhật Akama rất chi là nhiều. Một dòng đất Nhật dành cho các bác nhà mình trồng cây trong chậu. Đấy, và nhất là dịch GG, một loại dịch cao cấp dành cho các bác nhà mình truyền cây và cứu cây cấp tốc. Truyền dịch thì hôm nay em về số lượng là hơn 100 bịch. Đấy. Với những thùng truyền dịch này thì em đang cung cấp trên cả nước cho các bác nhà mình làm cây công trình, cứu cây. Truyền dịch thì nó sẽ có rất nhiều loại nhá. Các bác nhà mình khi xem được video này thì em sẽ chia sẻ tới các bác những cái loại tốt nhất. Dòng truyền dịch mà các bác nhà mình cứu cây sẽ nhanh phục hồi nhất này. Cây vàng lá, cây kẹt rễ, cây kém sức sống hoặc cây công trình mới đánh về, cây ăn trái thì các bác đều sử dụng được. Trong mỗi gói truyền dịch này thì nó sẽ cung cấp là dưỡng chất và giúp cho cây của các bác phát triển bộ rễ, kích mầm và kích chồi, kích toàn bộ trên thân cây. Với gói truyền dịch này thì khi các bác nhà mình truyền dịch thì nó sẽ cứu sống cây lên tới 80-90%. Và những dòng truyền dịch này khi các bác nhà mình mua một gói em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi nhé. Còn về đất Nhật Akama thì hôm nay với dòng đất Nhật này em vừa mới về xong. Một đơn hàng của các bác đặt em 10 bịch thì em cũng đăng tải luôn. Cái đất Nhật Akama này hôm nay thì em sẽ có size từ SS là nhỏ nhất, sau đó là tới size SMN. Đấy, em sẽ quay gần đây cho các bác nhà mình xem về những gói đất Nhật này nhá. Về đất Nhật Akama đây, quay cho các bác này. Size này là size SS này, size nhỏ nhất này các bác này. Đấy, các bác nhìn cái này nó như là cái nhỏ như là cái viên cám gà con thôi. Đấy, còn về size M, đây là size M này các bác này. Size M đây nhá, size M này. Còn về size L là size to nhất đây. Đấy. Size L là size to, còn đây là size M này các bác này. Với những cây dụng cụ này thì hiện tại bên đại lý dụng cụ nông nghiệp em Thảo sẽ nhận và gửi ship tới tận nhà. Bác nào có nhu cầu về sản phẩm gì, dụng cụ gì, liên hệ trực tiếp tới bên đại lý em nhé. Đây ạ, những gói truyền dịch cao cấp số 1 đây. Truyền dịch này thì em sẽ có mấy mẫu đấy nhé. Bác nào sử dụng quen mẫu nào thì cứ liên hệ tới em. Đấy, còn về đất Nhật Akama thì em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình nhé sẽ biết về cái size SS nó nhỏ như thế nào. Đây ạ. SS thì nó sẽ nhỏ như cám gà con như thế này này các bác này. Dòng đất Nhật này thì giúp các bác nhà mình trồng cây trong chậu, nhất là các bác nhà mình mà muốn cho khoáng đất này. Trong cái đất này nó sẽ rất nhiều khoáng chất và nó là dòng đất của núi lửa. Đất này thì tùy thuộc theo size nhá. Size này size SS là size nhỏ này, size S cũng là nhỏ này. Size M đây này các bác này. Size M đây này. Đấy. Và đây là size L. Là size lớn nhất. Size L là bằng ngón tay như thế này nhá. Và với dòng đất Nhật này thì hiện tại thì em Thảo sẽ gửi và miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, bác nào mà xem video này mà đang quan tâm tới dòng đất Nhật, hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Và cũng báo giá luôn tới các bác là đất Nhật Akama là em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300.000 đồng trên một bao. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhé. Đủ size, đủ số. Đấy, bác nào mà có nhu cầu gọi điện trực tiếp để em tư vấn, hoặc là kết bạn vào Zalo để em gửi mẫu trước cho các bác nhà mình được xem về cái size cũng như là kích thước sử dụng của các bác nhà mình. Đủ size, đủ số luôn. Dòng đất Nhật trồng cây trong chậu. Rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em nhé. Bác nào đang có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em ghi ở đây. Đấy, và muốn xem, các bác đang cần xem thật nhiều những cái sản phẩm về đồ dụng cụ, đồ làm vườn, các bác cho em Thảo xin một lượt follow, nhấn vào đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất trong mùa làm vườn của năm nay nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.